Ủa, còn da hân nữa, chạy mất tiêu rồi. Nó lấy cái miếng cây đó mà nó chọi, sao gớt được trái dừa mà nó chọi không biết à. Các bạn nghĩ có khi ở quê thì người ta mới còn củi để người ta sử dụng cái lò này. Các bạn ơi, có bạn nào đã thấy cái lò củi này chưa? Các bạn bình luận ở dưới cho Hoàng Kim và da hân biết với nghe. Trái dừa trái dữ quá, mình bé dừa uống da hân ơi. Đâu em coi coi đi. Nó cao quá em đâu đây. Để chị lấy cây cần câu này chị hợp cho. Sao hột hoài nó không rụng ta? Cái gì làm sao hột được? Em đợi nó rụng luôn nè. Trời ơi, trời ơi. Hai đứa làm gì ở ngoài sân vậy con? Con với đi hai đĩa dừa mẹ ơi. Bẻ cái gì mà bẻ, cây dừa nó tuốt trên cao vậy đó mà hai đứa con lấy cây cần câu thọt làm sao mà gớt được trái dừa. Còn da hân nữa, chạy mất tiêu rồi. Nó lấy cái miếng cây đó mà nó chọi, sao gớt được trái dừa mà nó chọi không biết à. Các bạn nghĩ xem cây cần câu nhỏ như vậy Hoàng Kim có thể thọt gớt được trái dừa không các bạn? Các bạn hãy bình luận ở dưới để Hoàng Kim biết và Hoàng Kim rút kinh nghiệm nha các bạn. Các bạn ơi, hôm nay Hoàng Kim và Gia Hân muốn trải nghiệm tự phục vụ nước ở quán buffet nha các bạn. Ở đây thì quán buffet, mình thích ăn uống gì thì mình phải tự phục vụ hết. Gia Hân và Hoàng Kim tự đi lấy nước nè các bạn. Ở đây thì có rất là nhiều loại nước nha. Coca nè, nước cam nè, rồi trà đào, trà nho, trà bí đao và có cả trà sữa nữa nha các bạn. Hai bạn nhỏ thích uống coca nên đây mình sẽ lấy coca nha. Mẹ làm ly nó, ly nào? Nước nào? Lấy nước xong thì mình qua bên đây lấy đá nữa nha các bạn. Ngoài trải nghiệm tự đi lấy nước ra, ở đây Hoàng Kim còn biết được nhiều điều mới nha các bạn. Đây là lần đầu tiên mà Hoàng Kim thấy cái khuôn đổ bánh khọt nè các bạn. Điều đặc biệt là nó còn được đổ bằng cái lò củi nha các bạn. Cái lò này chắc là rất là hiếm người còn sử dụng nha. Chỉ có khi ở quê thì người ta mới còn củi để người ta sử dụng cái lò này. Các bạn ơi, có bạn nào đã thấy cái lò củi này chưa? Các bạn bình luận ở dưới cho Hoàng Kim và Gia Hân biết với nghe. Hoàng Kim là lần đầu nhìn thấy luôn đó các bạn. Các bạn ơi, các bạn thấy hay thì hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn.